Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm. Chúng con xin đưa đầu thành kính bái thịnh Thầy quang lâm về giảng đường để chia sẻ Phật Pháp cho chúng con. Trong thời Pháp Thoại tối đêm nay, chúng con xin được thành kính cung thịnh Thầy. Trước khi bắt đầu buổi học, thành kính cung kính Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là chúng ta học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Tôi giảng theo sám hối thường kỳ. Mặc dù hôm nay là trời mưa gió, sàn gạo sàn dữ dằn mà cũng còn trên sàn cũng khá. Ở đây là các vị còn ở đây là tôi xem như là những hạt gạo còn trên sàn một cách rất là chắc chắn. Cho tôi xin được chào đón và xin chúc mừng các vị. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, bất cứ một ai trên cuộc đời này cũng vậy, khi bắt đầu tu học là bắt đầu thay đổi mình. Dù ít dù nhiều đều phải thay đổi. Trước hết là chúng ta chấp nhận đi tu học là chúng ta bắt đầu hạn chế những thói quen mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ biết hạn chế. Chúng ta bắt đầu cố gắng thực tập để làm những điều mà lòng chúng ta xưa nay chưa cho phép để làm. Đây là điều cái gì đó tùy các vị đánh giá, nhưng đó là điều chắc chắn như vậy. Học Phật là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Và người nào chấp nhận học Phật là người đó có quyết tâm cao và có khả năng từ bỏ lớn. Tôi phải nói với các vị như vậy. Ai đeo đuổi theo tu học một thời gian dài mà chưa có một quyết tâm và chưa có sự từ bỏ, không bao giờ tu học Phật được. Thậm chí làm thầy tu cũng thế. Làm thầy tu mà chưa bao giờ có ý niệm từ bỏ một cái gì đó thì không thể nào làm trọn vẹn được ý nghĩa của thầy tu. Nó không cần trọn vẹn mà chỉ cần sống một đời sống tương đối của thầy tu thôi. Vì vậy tôi cảm thấy rằng một người cư sĩ Phật tử mà đeo đuổi theo con đường tu học của chính mình và tu học được, các vị giỏi lắm. Các vị đã biết mình là ai. Các vị tự so sánh giữa mình và người đời khác nhau chứ. Thay vì giờ này người ta làm cái gì, các vị thử dạo một vòng thành phố Sài Gòn của chúng ta. Giờ này các vị thấy điều gì?
Trong khi đó các vị ngồi mặc áo tràng đến chùa tu học như thế này không phải dễ. Cho dù một tháng 30 ngày các vị đi 28 ngày, các vị từ bỏ 2 ngày để đi sám hối, các vị cũng đã quá giỏi rồi. Tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà có những người một ngày họ làm cũng không được. Điều này nó không lệ thuộc vào đúng sai phải trái, nhưng mà nó lệ thuộc vào cái điều là tâm thức của mỗi con người, người ta nhận thức được cái đó để làm gì. Những người không có hiểu được điều này, người ta cứ cho chúng ta là vô vị, nhạt nhẽo, hay là thậm chí có những người nói từ hơi nặng lời hơn, làm chuyện khào, thậm chí vô tích sự, cho là nhiều thứ như thế. Thì cái việc mà tự do ai cũng có quyền nói qua nói lại, nhưng cái điều đó là tự thân của những con người có tu có học, người ta nghĩ gì. Và nếu tất cả chúng ta đều có một suy nghĩ y như những người đó nói, thì trong cuộc đời này không ai ngu khờ để làm việc hy sinh và lợi ích cho cộng đồng cả. Cho nên các vị thấy, những người nào hy sinh cho cộng đồng, người nào làm lợi ích cho cộng đồng lớn, người đó phải có tâm hy sinh. Nên nhớ là như vậy. Không có tâm hy sinh, không bao giờ dấn thân làm lợi ích cộng đồng, dù thân phận người đó là ai. Vì cơ bản cái quán tính của con người ta là muốn sống cho chính mình, và suy nghĩ cái gì có lợi cho mình thì làm. Và vì vậy cái người học Phật là người bắt đầu từng bước đang thay đổi mình và chuyển hướng mình, thay đổi những thói quen, thay đổi những tập tánh, và thay đổi trong cách cư xử. Mà người học Phật chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy từ đầu tới cuối cho chúng ta nhiều nhận thức để ứng dụng. Nhưng mà chúng ta đừng ứng dụng một cách máy móc như một công thức, hay là ứng dụng một cách hơi là mù quáng, khờ khạo. Nó cũng không phù hợp với quan điểm của đạo Phật. Và điều đó chúng tôi chỉ mong rằng là khi chúng ta học Phật, vừa nhận thức và ứng dụng cho nó phù hợp với mọi thời cuộc, với xã hội phát triển đang là, chúng ta phải nhìn đạo Phật như thế nào. Trong một cái thời quá khứ, sự thụ động của đạo Phật chúng ta là một sự thiệt thòi lớn cho người cư sĩ Phật tử, và làm cho một số người cứ nghĩ rằng là đi tu phải chấp nhận những cái thiệt thòi như thế. Nó không phải. Chúng ta phải cảm thấy rằng là đủ bản lĩnh để làm điều đó một cách tự nguyện, chứ không phải vì bị ép uổng hay là bị gò bó chúng ta. Còn nếu bất cứ một lý do gì thụ động nô lệ để bị gò bó làm, việc đó không phải là quan điểm của đạo Phật. Cho nên từng lời Phật dạy chúng ta nghiền ngẫm suy tư, tùy hoàn cảnh cho phép của mỗi con người đang là, chúng ta sẽ ứng dụng một cách cụ thể phù hợp để đem lại lợi ích lớn, an lạc lớn cho tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta học tiếp một phần nữa của kinh Pháp Cú, đó là phẩm phẫn nộ. Trang 80, câu 221. Xin thưa các vị, phẩm phẫn nộ là phẩm thứ 17 trong kinh Pháp Cú. Và chúng ta được biết tính chất phẫn nộ này là một trong những tính chất của ba độc thuộc dễ gì? Là sân. Trong ba độc là tham, sân và si. Như vậy, sân là một từ ngữ chung, nó chỉ cho tất cả những cái nóng giận, bực bội, phiền muộn trong con người của mình. Cái đó nó gộp chung vào là sân. Chúng ta hờn cũng thuộc về sân, nhưng mà trạng thái hờn nó nhẹ hơn. Hờn mát, giận dỗi rồi đó, nóng tính hay là bực bội, cao có, tất cả những cái đó đều là phản ứng của cái tính chất chung gọi là sân. Tùy vào mỗi tính chất của các việc và trạng thái tâm của con người thì mức độ sân khác nhau. Mà trong các cái loại tùy phiền não của di thức học, gồm chia ra là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu á, thì á, trong đó là phẫn hận não, đó là ba cái trạng thái khác nhau của sân. Mà phẫn là cái cách gọi là cao nhất. Phẫn là phừng phừng nóng giận tức tối này kia kia nọ đó. Xin thưa các vị, cái này ai dạy chúng ta? Ai dạy chúng ta sân? Hả? Không ai dạy chúng ta sân hết á.
Các vị nào có em bé, các vị thử chọc nó. Các vị cầm bình sữa cho nó bú mà cứ để dưới dạ môi của nó hoài mà nó bú hoài không được á, các vị thử. Tại sao tôi phải nói hình ảnh đó? Tôi muốn nói hình ảnh đó là tại vì một đứa bé này chưa ai dạy gì hết á, cái ý thức nó chưa có. Nhưng mà các vị thấy rằng mỗi một cái thái độ chơi khăm của chúng ta, chúng ta chọc nó cái kiểu đó đó, chúng ta sẽ thấy nó phản ứng. Và tùy cái mức độ, cái nết của mỗi đứa nhỏ đó, nó phản ứng khác nhau. Có những đứa mà cái nết nó dữ dằn nữa ha. Các vị chỉ cần một hành động nhỏ thôi, nó nứt từng cái giống như nó uất hận, nó đau xót cái gì đó từ vô lượng kiếp mà nó chưa chở tới bây giờ. Mà nếu các vị có những đứa trẻ như thế này, các vị phải thận trọng. Hãy nhớ là như vậy. Nếu từ thở nhỏ nó phản ứng một cách không ai dạy, mà nó đã phản ứng một cách tính nết như vậy, các vị phải biết rằng khi lớn lên đứa trẻ này không phải là những đứa dễ điều phục nó. Vì vậy mình khi mình thấy hiện tượng của một đứa trẻ rất là vô tình mà nó phản ứng ra, một người lớn có kinh nghiệm về tâm lý thì sẽ biết rằng là con mình nó sẽ đi theo thương hướng nào và tìm cách để cố mà điều phục, để dẫn dắt con mình một cách có hiệu quả. Cái này là sự khôn ngoan của người chăm sóc các trẻ. Chúng ta thấy rằng hồi nhỏ những cái phản ứng của nó là vô hại, các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà các vị đâu hiểu rằng là khi nhỏ nó vô hại nhưng mà nó là cái nguy hiểm của sau này. Biểu hiện của những đứa nhỏ là nó để cho chúng ta thấy rằng hạt giống trong lòng nó đang chứa cái gì. Nên nhớ là như vậy. Và chính những đứa nào mà chứa một cách ghê gớm như vậy thì các vị phải có cái cách thức nào đó để quân tập một hạt giống, để làm loãng đi cái hạt giống đang là của nó, để làm giảm đi cái áp lực hay là cái sự chi phối của hạt giống đó. Đó là cái cách mà chúng ta dạy con từ thở còn thơ là như thế. Từ thở mà từ nhỏ đó là chúng ta đã hiểu nó là ai và nó như thế nào. Và các vị nên nhớ, đứa con là sản phẩm của nghiệp, là tài sản của chúng ta, là nghiệp của chúng ta. Cho nên cái phản ảnh của nó một phần lệ thuộc rất lớn ở cái chỗ là sự cộng nghiệp của chúng ta và một chúng sinh có mặt đó. Và vì vậy ta chuyển nghiệp bấy nhiêu thì cái hệ quả của chúng ta được thay đổi ít nhiều bấy nhiêu. Đó là một cái điều nguyên tắc về tính cách nhân quả. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy tham sân si đây gọi là căn bản phiền não. Trong các loại căn bản phiền não gồm tham sân si mạn nghi và ác kiến, gọi là sáu thứ căn bản phiền não mà chúng ta từng được biết qua từ ngữ, nó là tham sân si, tham lam, giận dỗi và si mê. Cái dốt nát hay là cái ngu khờ của một con người có phải si mê không? Phải không? Hả? Ủa vậy cái đó là gì? Cho nên các vị biết rằng dốt nát, ngu khờ là một phần của si mê, nhưng mà nó không phản ánh được tất cả si mê. Cái chữ si mê rộng là lớn lắm à. Một người không kiềm chế được mình làm một việc theo bản ngã, theo tham ái, theo tự ái, theo cố chấp là hành động của si mê. Cái si mê đó mang cái nghĩa của vô minh. Như vậy dốt nát, ngu đần, kém cỏi cũng là một cái phần trong si mê, nhưng nó không phải là đại diện cho tất cả. Cái chữ si mê trong đạo Phật lớn lắm. Các vị thấy rằng chửi chúng ta đồ ngu hay đồ dốt, hay là chửi chúng ta một câu nặng nề vậy chứ nó không có đau bằng cái từ mà gọi là si mê quá hay gì đó. Mấy cái này nếu mà nghe kỹ ghê gớm lắm. Ví dụ bây giờ các vị chửi tục với nhau một câu, chửi cái cỡ nào, tới ông nào bà nào đó, các vị lôi ra các vị chửi, không sao chứ á. Là một việc rất là tầm thường, đơn giản, nhưng mà nói một câu nhẹ nhàng mà chết người, đó là gì? Tôi có từng nói rồi trong bài giảng là tín ngưỡng trong văn hóa của dân tộc. Quên hết trơn rồi phải không? Trả lời cho tôi hết rồi phải không? Tôi nói chỉ cần nói một câu là thằng này vô văn hóa quá,
Cái từ này nó ôm đồm một cái nghĩa lớn lắm nha các vị. Cái từ vô văn hóa là từ nhục mạ một cách là ghê gớm, nhưng mà nói vô văn hóa nghe nhẹ xìu à, mà chửi tục câu cái nóng máu lên liền. Trong khi câu đó nó nhẹ hơn lông hồng, câu chửi tục nhẹ hơn tất cả mà chúng ta lại phản ứng một cách rất là mạnh bạo. Nhưng mà nói một câu rất nhẹ nhàng mà chúng ta không phản ứng, mà câu này nói thật sự câu chết người, sao mày vô văn hóa quá vậy. Cái câu này không tùy tiện dùng với người ta, bởi vì có một vài cái sai không đem từ vô văn hóa để nói một người với một cái sai nhỏ như vậy. Người ta có một lời không đẹp chưa hẳn là vô văn hóa, nó là một cái nét vô văn hóa rất nhỏ thôi, nhưng mà mình dùng câu vô văn hóa chửi người ta là không nên. Cho nên ở đây các vị học để hiểu rằng những từ ngữ mà những người hiểu biết người ta dùng và những người bình dân họ dùng, sự thật cái từ chửi tục không có gì để gọi là tức hết á. Nó tầm thường, nó thật sự nó rẻ rúng đến độ mà không cần bận tâm. Nhưng mà thường thường người ta lại nóng máu và phản pháo với các cái đó. Còn có những cái từ rất đơn giản nhưng nó rất là chua cay sâu độc. Nó không phải chết liền như là một cái gì mà rõ ràng lắm, nhưng mà nó chết từ cái nào mà giống như mà cái gì đó, các cái đường gươm mà người ta chém mạnh quá, chém ngọt quá, các vị thấy cái cây vậy, nó chém cái đứt mà cây vẫn đứng yên á. Nhưng mà thật sự nó đã đứt rồi đó, chỉ cần cơn gió nhẹ nó đổ. Giống như cái người mình dễ chém cái đứt tiêu rồi, nhưng mà nó chém lẹ quá cho nên mình còn dính dính vậy nè. Thành ra nó đứt ngọt quá mình không hay, cái mình đâu có thấy gì, thậm chí mình cà khà khà lưỡi kiếm mày vô hại. Nói gọi chết queo. Ngã bịch chết queo. Nhưng mà trong khi người ta tắm cái sưng mặt hay là ta tán cái rác quá, đau không? Đau nhưng mà không thấm béo gì chân á. Bởi vì cái này nó đau. Thì tôi muốn so sánh là cái câu chửi tục người ta giống như người ta tán mịn cái vậy đó. Còn cái câu mà người ta nói một cách rất nhẹ nhàng mà sâu độc, nó giống như chém đứt chúng ta rồi mà lẹ quá, chúng ta không hay thành ra không biết gì chứ rồi. Cái đó là tôi muốn nói là để so sánh các vị như vậy. Cho nên phẩm phẫn nộ này chúng ta học, chúng ta hiểu gì? Là những tính chất căn bản của con người. Ở đây có ai không sân không? Ai không sân đâu đưa tay lên người á. Tối đêm nay tôi mời lên ngồi chung với Phật. Thường thường cũng có những người nói tôi hay sân, thì tôi cũng nói rằng thật ra mà nói tôi hết sân, tôi lên ngồi chung với Phật cho vui rồi, chứ đâu ngồi đây vui với các vị. Nói một câu rất đơn giản, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng là những cái điều đó chúng ta dễ thực hành. Có những người không biểu hiện ra bên ngoài nhưng mà sân cay độc bên trong, cũng như một dạng ngủ ngầm, thì cũng không có tác dụng gì đâu. Bởi vì giá trị của giải thoát nó ở chỗ là tâm giải thoát, chứ không phải là hình tướng bên ngoài. Cái này tôi đã giảng với các vị trong bài thế nào là tu thân và thế nào là tu tâm. Cho nên chúng ta bên ngoài chúng ta có thể trở thành một người không lỗi lầm, nhưng chưa hẳn là chúng ta không lỗi lầm. Mà cái này trong kinh Đức Phật đã từng ví dụ, một cái bát trong sạch ngoài nhơ, ngoài sạch trong nhơ, trong ngoài đều sạch và trong ngoài đều nhơ. Cái này các vị hiểu rất rõ. Như vậy chúng ta có thể kiềm chế một bên ngoài cho tốt, nhưng mà chúng ta không được đào thải và giải phóng tất cả những cái phiền não bên trong, thì chúng ta thuộc về một cái bát ngoài sạch mà trong nhơ. Như vậy về tính chất, cái bát ngoài sạch trong nhơ có thể đựng thức ăn được không? Như vậy thì dù cái bát ngoài nhơ trong nhơ thì đã không đựng được rồi, nhưng mà ngoài sạch trong nhơ thì cũng không đựng được. Nhưng mà một cái bát có thể ngoài nhơ mà trong sạch đựng được không? Được, có thể là nói chung là không thẩm mỹ lắm nhưng mà vẫn có thể dùng được. Có nghĩa là có hữu dụng thật sự. Như vậy ở chỗ là chúng ta thấy cái việc mà gọi là tham sân si là cái điều này các vị thấy. Cái sân mà điều quan trọng nhất là nó làm chết mình, chết người á, cái này nguy hiểm. Có những cái sân vô hại, ví dụ tức một cái gì đó thôi, tất cả những cái đó nó thuộc về vô hại. Nhưng mà ở đây cái sân nguy hiểm là
cái sân có thể hại mình từ một đến nhiều đời mà làm khổ một đến nhiều chúng sinh. Đây là những cái chúng ta nên để ý như vậy. Chúng ta không kiềm chế được những cái tác động của khách quan, chúng ta dễ dàng sai trong cái việc ứng xử. Và ở đây, để kiềm chế mình, mức độ sân mọi thứ như thế nào, xin thưa các vị, là cả một quá trình. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta biết dừng lại ở chỗ là đừng gây hại cho mình, cho người, để mang đến sự đổ vỡ đó. Mà điều này tôi có chia sẻ với các vị trong một bài giảng là nhận diện tham sân si, tôi có nói rồi. Và ở đây, cái phẩm phẫn nộ này là phẩm nói chung thôi. Và trong đây có nhiều ý tứ mà Đức Phật chia sẻ với chúng ta. Câu 221, Đức Phật dạy: xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tính kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc, người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Đức Phật dạy này cho các bậc thánh. Người cư sĩ của chúng ta thì cứ học và tìm hiểu, cứ ứng dụng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Xa bỏ lòng giận dữ, từ rất đơn giản nhưng mà làm trọn một cuộc đời không hẳn có thể tới nơi tới chốn đâu. Chúng ta có thể giận dữ mà chúng ta kiềm chế chưa phải là sự tu tập. Cũng có thể các vị kiềm chế cũng tốt đó. Thay vì ngày xưa khi giận lên nói những cái lời không hay hoặc hành xử những cái thô bỉ không tốt, bây giờ biết kiềm chế những cái không hay, không nói những lời thô bỉ, các vị có thể giỏi. Nhưng mà ở một mức độ giải thoát, nó không đánh giá ở chỗ phát tác cái thô bỉ đó, mà điều đó các vị có trở thành giống như là một cục than nguội lạnh hay chưa, đó là điều quan trọng. Có người không biểu hiện bên ngoài nhưng mà hận, tức, buồn, ăn ngủ không được, tất cả những cái đó nó đều là biểu hiện của cái sự phiền não ngủ ngầm. Có thể không phản ứng lại với người gây ra cái hành động không tốt với mình, nhưng mà không phản ứng nhưng mà về nhà phản ứng với người khác hoặc là tự phản ứng với mình và cứ gặm nhấm những điều đó trong tâm. Cái này quan trọng lắm. Nói một câu gì đó có thể không phản ứng lại, có thể trước mặt người ta nói một câu đó, hả, mày nói mày tội mày chịu, cười khà khà chứ về nhà tức đau đứng. Cái đó nó cũng không phải là cái cách để gọi là giải quyết các vấn đề. Nó đó làm mặt chơi vậy thôi. Cho nên là nó làm sao mà tác dụng của điều đó mà con người chúng ta có thể tự thư giãn được, tự trong tâm, chứ không phải là do một sự đè nén. Đè nén vẫn tốt nhưng mà chưa phải là giải pháp. Cho nên vừa rồi có cái cô này là người Thiên Chúa giáo, năm nay cổ 53 tuổi rồi, và cổ bị người chồng hôm nay phụ tình đó mà, nói chung là phản bội đó. Cổ đau quá, cổ không biết đường đi tìm ai, cổ tìm tôi á. Cổ nói như vậy: con bị phản bội con tức, con khổ quá, con chịu không nổi mà con hận. Con chịu không nổi cái bắt đầu con mới đi lên mạng, con gõ cái từ phản bội vô đó coi có ai nói cái gì về vấn đề phản bội hay không. Thì tình cờ xong mà con thấy cái bài giảng chuyển quá nỗi đau phản bội của thầy. Gõ từ khóa phản bội là có bài của tôi. Xin thưa các vị, cô nói cô nghe xong cái bài giảng đó cô đã gì đâu á, cô nói là cô có thể là cô làm được các việc này. Và cô nói với tôi ngày hôm đó đó, cô nghe đi nghe lại 3-4 lần như thế. Và sau khi nghe rồi cô mới tìm thêm các cái bài giảng liên hệ nữa cô nghe. Mà cô nói sự thật, nghe thì lúc đó con thấy dường như có giải pháp trong tay mà buông qua rồi, sao con hận, con chịu không nổi, tức, ăn ngủ không được, đau khổ. Và cuối cùng bằng mọi cách con phải đi tìm thầy. Khi cổ ngồi nói chuyện với tôi phân tích từ đầu tới cuối cho cổ. Mà thật ra hồi đó tôi cũng đâu có thời gian. Nhưng mà thấy như một con người á, nói chung là cũng đáng thương quá. Mà tôi thì không biết sao, tôi cũng nhiều chuyện trong chuyện này thật á. Tôi nghe ai nói mà bị mà lừa gạt mà phụ mấy cái đó đó, sao tự nhiên tôi muốn tham gia. Tôi muốn tham chiến những cái trò này. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Mình không biết làm sao mà mình nghe ai mà rơi vào tình trạng đó là mình muốn tham chiến phụ với người ta giống như đồng minh vậy đó.
dường như trong cái quá trình chia sẻ 95% thành công và chiến thắng, chỉ có khoảng 5% là chiến bại là do người đó quá yếu đuối. Cái đó chịu thôi. Tôi chỉ chia sẻ với mọi người, tôi nói có hai việc xảy ra. Một là sống, hai là chết đi à, vậy thôi. Tôi là chia sẻ là với cách đó, không an ủi ai cả. Các vị nên nhớ là tôi chia sẻ với người khác là không có an ủi. Nói chuyện an ủi, tôi nghĩ rằng xã hội này nói nhiều rồi, không cần tới tôi. Nếu chấp nhận gặp tôi rồi thì phải chân mình mà nghe. Cho nên mà tôi nói rồi, nghe ăn hồi mà làm được, tôi nói vậy chết đi. Vậy thôi. Vậy thôi vậy. Muốn không muốn sống thì chết đi chứ làm sao giờ. Chứ bây giờ cái ứng xử như cái ông vừa rồi, tôi thấy ví dụ à, biết vợ mình ngoại tình, cái lấy búa đập đầu vợ rồi lên treo cổ tự tử, thì chuyện đó cũng là một giải pháp, nhưng thê thảm quá. Chuyện này mới cáo mà hình như là cuối cùng mà vợ ông chết mà ông chết. Không biết có cứu được sống hay không thì đi cấp cứu thôi. Nhưng mà sống chắc là cũng tàn phế đó. Vậy thì bây giờ tôi thấy cái chuyện này xảy ra nhan nhản rất là nhiều. Và tôi nói với các vị, càng về sau thì việc này lại càng nhiều hơn nữa đó. Nếu với một cái đà phát triển xã hội mà văn minh kiểu đang là đó nha, thì sẽ tạo ra vô số người vô đạo đức và thiếu trách nhiệm với hành động càng ngày càng nhiều. Và giới trẻ như một con thiêu thân vậy thôi, yêu cuồng, sống dội, sống liều mạng, bất cần đến mọi thứ, thì cái hậu quả và sự trả giá nó là điều chạy trời không khỏi nắng, là một nguyên tắc. Hả hê những điều mà buông trôi bản thân cho cố, rồi thi đau khổ, cũng khóc cho hung, cũng khổ sầu cho lắm. Đó là những thái cực mà trong xã hội hôm nay những con người mà thiếu lương tâm và trách nhiệm gây ra nhiều vô kể. Tôi nói với các vị như vậy để tôi trở lại vấn đề là khi cô đó cô nói chuyện với tôi, cô mới nói rằng là chuyện này con nghe lời thầy, con về con cố mà quên. Tôi nói cô mà cố mà quên, cô quên được, cô cạo đầu tôi lớp nữa. Nếu mà muốn quên, mà muốn dứt tất cả những cái mà tức giận mà cố mà đè nén, không bao giờ các vị làm được điều đó. Các vị chỉ không còn thương thật sự, và các vị suy nghĩ tới nơi tới chốn thật sự, nó tự quên. Chứ không phải các vị muốn quên và đè nén để quên. Đố ai có thể muốn quên và đè nén để quên được bất cứ một hận thù hay là si tình hay cái gì đó. Đố ai làm được chuyện đó. Mà tôi nói thẳng ra là cái bài hát khi bố quên là trong lòng nhớ thương á, cái câu này phải nói là một nhà tâm lý học á, phải nói là có kinh nghiệm tâm lý sâu sắc lắm mới nói được câu này. Đa phần chúng ta là cứ muốn quên và tìm quên, uống rượu để quên, tập gì đó để quên sự thật. Các vị không bao giờ quên được, từ hận thù cho đến tình cảm, hận cái gì cũng vậy, hận tình, hận gì cũng không bao giờ quên được. Chỉ có điều là suy tư cặn kẽ đến tất cả các vấn đề, thấy đúng nghĩa là không đáng để mình phải cần bận tâm nữa, thì lúc đó chúng ta tự quên. Và nó vô tình nó quên cái gì đó hồi nào chúng ta không để ý và không hay. Còn ai mà đi ra nó gặp nhau nó nút gà chị sao, ôi tôi mặc kệ nó, đổ xấu xa bị ổi nó, tôi đâu thèm nhớ nó. Nói vậy chứ về nhà khóc lóc đau đớn thê thảm luôn á. Mấy người nào nói cho cố chừng nào là đau thương trong lòng hung chừng đó. Còn những cái người nào mà ta không bao giờ nhắc đến, và ai hỏi người ta chỉ cười, hoặc là người ta chỉ nói cái chuyện đó người ta không để ý đó, những người ít nói và đơn giản, chừng nào người ta lại là người ta đã quên từ hồi nào rồi. Thậm chí giờ người ta đang đi chơi những cái niềm vui mới nữa, thậm chí ta không cần nghĩ lại những cái đó để người ta sợ hãi nữa. Ở đây khi mà dùng cái từ là đã, tôi hiểu được cái người này chưa thật sự là có thể từ bỏ được, mặc dù tôi phân tích tới nơi tới chốn. Cho nên chính vì cái câu trả lời đó buộc lòng tôi phải thêm 5 phút nữa để ngồi phân tích cái đó. Vì vậy ở đây cái việc tu tập, tôi muốn nói với các vị, không phải cố để đè nén các vấn đề để chịu đựng một cái gì đó, mà phải phân tích, phải nhìn ngó thấu đáo được vấn đề thì các vị tự giải quyết được nó, mà không phải là do các vị kiềm chế, cũng không phải do các vị áp lực. Các vị làm như vậy các vị rất là mệt mỏi, và
các vị làm như vậy không bao giờ đi bền bỉ được. Bởi vì cái sức kiềm chế của chúng ta có giới hạn. Và cái điều này tôi có giảng một bài giảng tại Mỹ, bài giảng điều phục thói quen xấu. Và tôi có đưa ra một cái hình ảnh là cái mức kiềm chế của chúng ta như anh Quảng Tượng, và cái mức phản ứng của tất cả các loại phiền não của chúng ta là như con voi. Giữa cái sức người Quảng Tượng và sức voi trên là rất là xa. Cho nên chúng ta không thể nào chúng ta dùng sức để đấu sức. Không bao giờ. Các vị kiệt sức chứ voi không bao giờ kiệt sức. Cho nên con người các vị có thể ngã quỵ, nhưng lòng hận thù giận tức buồn tủi gì đó không bao giờ quỵ. Các vị chết bỏ mạng cho nó không bao giờ nó chết. Nên nhớ là như vậy. Cho nên điều quan trọng hãy thương mình và tự cứu mình. Và đây cũng là có một bài giảng là hãy tự cứu mình trước, cũng bài giảng này tại Mỹ. Sống không nổi mà đi lo cứu vấn đề. Cứu cái gì? Cứu hồn ma chứ cứu cái gì? Các vấn đề muốn được giải quyết tốt hay không, chúng ta phải mạnh khỏe, tỉnh táo, và chúng ta sống một cách tốt mà chúng ta mới giải quyết, quả mai mới giải quyết được chứ. Chúng ta sắp chết đến nơi rồi, thở thôi thớp rồi, để cứu chữa các vấn đề, người ta thấy người ta cao chạy xa bay cũng chết luôn chứ. Cho nên đó, tất cả những cái gốc chúng ta không làm, mà đa phần chúng ta thiếu tỉnh táo để làm cái ngọn không à. Cứu chữa cái ngọn sao giải quyết được. Cái này các vị phải hiểu rất rõ là nó là như vậy. Cho nên chuyện tu tập, chuyển hóa hay là thay đổi vấn đề sân si mọi thứ, nó cũng phải là như vậy. Nó cần thiết phải là như vậy. Cho nên ở đây, khi Đức Phật dạy cái điều này, chúng ta hiểu được rằng là xả bỏ lòng giận dữ. Cái chữ xả bỏ này nó hay vô cùng. Trong đạo Phật dùng toàn là cái chữ để rồi là buông xả, chứ không bao giờ nói với các vị là cố mà kiềm chế hết đó. Kiềm chế là chuyện của người đời và cái khuyên của người đời. Còn khi Phật dạy là khuyên chúng ta tới nơi tới chốn luôn. Cho nên khi sử dụng cái chữ là xả bỏ là chúng ta đã hiểu rồi. Xả bỏ có nghĩa là không gìn giữ, không kiềm chế và không do điều kiện gì để mà nó có thể nó như vậy hết á. Một cái sự buông trôi của tâm thức mà không vướng mắc, không bận lòng, mà do không đè nén, giống như không còn thương nữa, không luyến tiếc nữa thật sự, thì nó tự quên, tự hết buồn, hết giận. Chứ không phải là gán đè nén nó, hình ảnh nó hiện lên rồi phải kìm câu niệm Phật đè xuống, hay là kiếm cái gì đó kiềm chế. Nó không phải là như vậy. Đó không phải là giải pháp trong lời Đức Phật dạy. Tất cả những cái đó là tạm cứu chữa một cái gì đó. Nó không phải là một giải pháp. Như vậy trừ việc tính kiêu căng. Kiêu căng là kiêu ngạo á. Tham sân si mạn nghi. Cái mạn là ngã mạn kiêu ngạo. Cái này trong bài giảng ngã mạn là gì tôi có phân tích cho các vị thấy ở trong đó. Diệt từ tính kiêu căng, cái này nó tiềm tàng trong cái cuộc đời. Người nào kiêu căng nhiều chừng nào thì người đó thất bại, mặc cảm và đau khổ nhiều chừng nấy. Ai có tính kiêu căng nhiều chừng nào thì thất bại đau khổ hơn người khác. Những người khiêm tốn thì có thất bại đau khổ cũng như cái khiêm tốn của họ vậy đó. Tức là cái chiến thắng họ không kiêu căng, cho nên thất bại cũng không làm họ đau khổ. Còn có những người lấy chiến thắng làm vinh quang hãnh diện và để kiêu ngạo, thì khi thất bại mới mặc cảm, mới khổ đau, mới ghê gớm. Cho nên thường thường ta nói trèo cao thì té nặng, té đau á. Như vậy cái người không kiêu căng có nghĩa là người không có trèo cao. Cho nên người ta té cũng không có đau lắm. Vì vậy đây là một cái quy luật. Và tánh kiêu ngạo này nó thuộc về một trong những cái mà phiền não căn bản tiềm tàng trong tất cả chúng ta. Ai cũng có ngã mạn trong lòng hết á. Về nghe lại bài ngã mạn là gì, các vị đã thấy tôi phân tích. Không ai mình không có. Đừng nói ông này ngã mạn quá, nhỏ nó ngã mạn quá. Sự thật, ta mà được như vậy ta cũng như thế thôi. Tại chẳng qua chúng ta không được, cho nên chúng ta bình phẩm thiên hạ bằng những cái cách như thế thôi. Còn khi chúng ta giống như vậy, chúng ta có làm chủ được mình một cách tự tại hay không, đó là việc của tất cả các vị. Cái này các vị nên nhớ. Cái bản ngã chúng ta nó tiềm tàng theo cái danh vọng của chúng ta, theo cái địa vị của con người, một cách rất là vô tình. Khi chúng ta nghèo, bây giờ nghèo đi, hàng ngày chúng ta đi làm thuê làm mướn đi, thì thật ra mà nói khi đó tự nhiên con người chúng ta nó có một cái sự khiêm tốn mà do hoàn cảnh nó là như vậy.
Chúng ta muốn kiêu ngạo cũng kiêu không được. Nhưng mà khi chúng ta tự nhiên là trúng số vài tỷ để cho nên giàu có đi, coi con người chúng ta có bình thường giống như ngày xưa mà đi giác lúa ngày hai buổi để kiếm đồng tiền vô mà ăn chơi với mọi người, coi có thay đổi hay không. Cái này tự nó rất là vô tình, nhưng người đời đa phần không ai nhận ra điều này cả. 99.9% là không nhận ra điều này. Quan đa phần là khi thất bại rồi lúc đó người ta mới, hay là khi vấp té, hay là khi ngã gục, thì người ta lúc đó mới hình dung lại, người ta mới thấy cả một quãng đường, người ta mới xác định người ta từng giai đoạn một của cuộc đời. À, trước đó mình sao, đến giai đoạn này sao, rồi từ khi trúng số mình sao, rồi lúc đó mình cư xử mọi người sao, rồi thái độ này sao, bắt đầu mình mới chấp giá lại. Nhưng đang là không bao giờ ai nhìn hình dung ra điều đó. Đa phần hình dung được điều này là hầu như chúng ta thất bại rồi mới hình dung, vấp té rồi mới hình dung. Vì vậy nếu con người chúng ta hình dung được trước kia thì chúng ta không có đổ gục và vấp té như vậy. Nó là như mà thế đó. Và vì vậy quy luật cuộc đời lên voi xuống chó nó mới trở thành những nguyên tắc. Nó mới là như vậy. Cho nên người này được, kẻ kia thất bại, người này thua mới cười nhạo nhau. Hôm nay người này thắng, cái kẻ này nhạo người kia, cái mới nó mong nó thắng, cái nó nhạo lại mình. Cứ là thay đổi như vậy. Và nó gây những quan trái tức tối, giận hờn, ganh đua. Nó làm cho chúng ta phải mà nó phiền lụy tất cả mọi thứ như vậy. Cái này các vị, nếu mà người có sự tu học thật sự, các vị thành danh nè, các vị thi đỗ nè, các vị học giỏi nè, các vị tự nhiên được giàu có nè, làm ăn sung thịnh nè, các vị tự nhiên lên làm chức tước gì đó, các cái này các vị phải để ý rất là rõ. Trong bài giảng cái giá của sự nổi tiếng, tôi đã chia sẻ với các vị ít nhiều về ý tưởng này. Và nó là những cái dễ đánh mất mình. Đa phần khi chúng ta thất bại không có gì đáng xấu hổ, các vị nên nhớ là như vậy. Làm ăn thương trường, danh dự địa vị gì đó, lên voi xuống chó là bình thường, không có gì nó nguy hiểm. Nhưng mà tại vì lúc họ đang là, họ có tiền, họ có danh vọng, họ có địa vị, họ có quyền lực, họ có sắc đẹp, họ kiêu ngạo quá đi, cho nên khi bây giờ họ xuống họ mới mặc cảm, cho nên họ mới bị cái vướng là vướng chỗ đó. Lên voi quen là xuống chó xuống được, mà bây giờ buộc phải xuống thì xuống cách nào đó cũng phải xuống á. Nó là như vậy. Vì vậy người có tu học phải nhìn xa trông rộng các vấn đề. Mọi việc thành bại được mất đều vô thường, không ỷ lại vào bất cứ một cái gì để gọi là sinh tâm kiêu ngạo. Khi có kiêu ngạo, lòng dặn lòng phải nhận ra kịp thời để kiềm chế và điều phục mình, để thay đổi chính mình, chứ không để nó chi phối phát tác mà đã độ không hay. Sống như vậy mất chánh niệm, quên mình thì chúng ta phải khổ đau. Cái đó chưa nói về cái giải thoát, nói những cái tương đối trong thế gian thôi. Còn giải thoát là một vấn đề sâu sắc hơn nữa, chứ không phải nằm trên vấn đề bình thường như thế. Các vị phải để ý điều này. Coi lại thêm cái bài giảng là ngã mạn là gì. Giờ đây giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc. Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Cái này mang cái nghĩa dạy cho người xuất gia, đa phần là dạy những người tu tập. Còn những người cư sĩ của bổn phận các vị đang là, các vị khó mà ứng dụng được như thế này. Phải nói là trăm nan vạn nan với các vị. Câu 222: người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ. Ở đây là người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh mới là kẻ chế ngự giỏi. Tức là ở đây là hướng dẫn một cách gọi là bề mặt nổi á, của sự kiềm chế. Tức là chúng ta kiềm chế được á, có tỉnh giác kịp thời để kiềm chế. Mà chúng ta muốn tỉnh giác kịp thời là chúng ta phải gì? Làm một hành động mà chúng ta thấy rằng chúng ta không hài lòng, chúng ta tức quá. Đôi khi thông thường chúng ta tức là chúng ta nói một câu rất là khó nghe. Hôm nay chúng ta chuẩn bị nói, vừa mở ra chúng ta kịp thời chúng ta dừng lại á, thì chúng ta giống câu này. À, cái đó giống như mà dừng lại chiếc xe đang chạy mạnh á, cái này không phải dễ à. Nó giựt ở trong đầu một cái ghê gớm lắm à.
ngăn lại nó giật như là điện giật vậy đó. À, nó chấn động thần kinh mà, bởi vì cái hướng của nó đang lao là phải quyết nói một câu cho nó hả cái tức đang là như thế. Nhưng mà vừa kịp thời nhớ trực lại cái giận cái nó giật lại cái gì dữ lắm à. Mà vậy là cứ ra các vị là có chánh niệm kịp thời, phải nói là có chánh niệm kịp thời, không có là tu ra luôn rồi. Đây là thực tập chánh niệm theo dạng kiềm chế về cái thô thôi, kiềm chế về cái thô. Nhưng mà đã được như vậy thì cái này người cư sĩ Phật tử chúng ta có thể tu tập được nè. Cái này nó thuộc phạm vi của các vị, nó liên hệ đến ý tưởng của các câu đó. Mà tầng thấp, cái này ở tầng thấp mới là kẻ chế ngự giỏi. Tức là ở đây em nói kẻ chế ngự giỏi, tức là chúng ta kiềm chế giỏi đó, kịp thời để kiềm chế, để không dẫn đến cái sự phát tác, cái tai hại của các vấn đề. Ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ. Các vị hiểu cái cầm cương hờ không? Các vị thấy hình của người mẫu mà cầm cương cởi ngựa không? Đố mà ngựa sải được, sải cái té đất liền á. Cái này là chỉ là chụp hình thôi, chứ không phải là người mà gọi là biết điều phục và cầm dây cương ngựa. Coi như là ngồi trên ngựa đội nón gì đó, dành bự quéo quéo lên ha, này kia rồi nó cầm đồ ghê gớm vậy đó. Nhưng mà cái đó tôi mới cho thí dụ chính xác là cầm cương hờ, có nghĩa là chụp hình thôi, cầm hờ vậy thôi. Chứ thật ra cái này không có tác dụng, không thể điều phục và không có kỹ năng điều phục. Nhưng mà dịnh dịnh vậy đó, có để lấy hình đó mà. Cái ý đó là gọi là cầm cương hờ. Thì nói lên cái gì? Tức là người biết điều phục lấy chính mình thì gọi là người mới có sự tu tập. Còn ngoài ra tất cả chúng ta chỉ nói cho có là này kia kia nọ, hay là nói cho suông, nói nhưng mà không có làm, hay là cầu ơ với dầu với tất cả những phát tác của hành động chúng ta, thì cái đó người ta gọi là cầm cương hờ. Mang cái nghĩa nó ẩn dụ là như vậy, có nghĩa là không có tác dụng gì hết á. Thật ra mà nói xin lỗi nha, có một số người đi chùa không có tác dụng gì hết trơn rồi. Có ai thấy đi vô cũng thấy ngon lành lắm, nhưng mà đụng những chuyện rất là vặt vảnh, nhưng mà phản ứng thì nó hơi quá đà. Thì cái đó nó cũng dạng mà mơ mốt mình gặp những dạng đó, mình nói bà cầm dây cương hờ. Cương hờ có nghĩa là bà cũng thấy như vắng như đi chùa, mặc áo tu rồi này kia cái nọ, nhưng mà hờ thôi. Chứ thật ra mà nói là chưa ứng dụng thật sự sâu sắc. Và thật ra mà nói chẳng ứng dụng nữa. Có người đi tu chỉ để là nghĩ rằng mình đến chùa là mình tu, hay là tụng thời kinh mình tu. Còn tất cả những cái tập khí, những cái phiền não, những cái gì đó, chúng ta không bao giờ nhận ra. Và thậm chí xin lỗi các vị nha, họ còn chưa biết họ có cái tật gì nữa. Cái này cần phải nghe thêm cái bài giảng là nhìn lại. Nhìn lại gì? Nhìn lại chính mình ha. Những cái bài giảng nhìn lại chính mình là tôi muốn cho các vị hãy nhận ra được chính chúng ta. Không nhận ra được chính chúng ta là ai, suốt cuộc đời tu không có kết quả. Nói các vị là nên nhớ điều đó là một lẽ thật. Cơ bản nhất là khi tu tập mình nhìn lại mình, có nghĩa là biết mình tham, sân, si, ích kỷ gì đó, đố kỵ, ganh tị gì đó. Mình biết những cái này trong lòng mình, cái nào nhiều, cái nào lớn gì đó, phát tác như thế nào. Nhận diện được ra nó, cho dù chưa điều phục được, nhưng mà nhận diện được ra nó thì đó là khởi đầu cho tất cả những sự điều phục tốt sau này. Còn có người tu không đánh giá được cái câu đó của mình nói vậy đúng hay là sai, cái phản ứng của mình vậy đúng hay là sai, cái cử chỉ mình vậy đúng hay là sai, và cũng chẳng cần biết mình sai mà cũng không biết mình sai nữa. Nhiều khi vậy rất là đáng thương, sao gọi là tu được. Giống như bác sĩ muốn chữa bệnh một người mà nói tôi muốn chữa bệnh cho người bệnh, nhưng mà thật ra không biết họ bệnh gì rồi làm sao cho. Cứ nói tôi chữa bệnh cho người này, tôi chữa bệnh người kia mà không biết họ bệnh gì. Thì cũng giống như chúng ta vậy. Chúng ta nói tu mà chúng ta không biết rằng chúng ta như thế nào, sao gọi là tu. Cho nên không nhận ra được chính mình, đố ai tiến bộ trên con đường tu tập. Tôi cho chung suốt một cuộc đời tu gắt củ kiệu theo dạng gì đó, không bao giờ có kết quả, bảo đảm luôn. Chúng ta chỉ gieo một chút duyên lành về một vài hình thức cơ bản nào đó. Và tôi thấy cái này diễn biến rất là nhiều. Một vài tổ chức nhỏ nhỏ gì đó, họ ung đúc nhau, họ bỏ nhỏ gì đó, họ gom nhóm được nhóm Phật tử gì đó theo cái cách tu của họ như vậy, mà thế tất cả những người này lạc lối hết.
thay vì người ta tu hành thời gian, thấy người ta tỉnh táo này kia kia nọ, mình tu thời gian mình nhìn thấy ngáo 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 ngáo. Thật sự các vị là như vậy. Có một người tu thời gian nhìn thấy khờ khạo bơ phờ chân, mà lúc nào họ cũng cho họ đang đắc đạo, họ chuẩn bị thành Phật, họ chuẩn bị đi đâu lên thiên đàng niết bàn gì đó, tức là lúc nào họ cũng cho họ là chuẩn bị nó sắp tới đó, gan nữa giới gan nữa tới, họ cứ cho là vậy đó. Còn họ thấy tất cả như người khác là đồ phàm phu, đồ tục tử, là thế này thế kia, là kẻ ác, là kẻ tà đạo, là sai rồi, tu bậy hết rồi, họ là tư vậy đó. Nhưng mà mình nhìn họ đó, người cũng có người ngởm ngởm. Lúc trước mình nhìn còn ra dáng vẻ hào phong, tiếng này là giống như đau ban trời. Thật sự như vậy. Nhưng mà lúc nào họ cũng cho rằng là họ đang chuẩn bị giải thoát. Cái này các vị gặp chưa? Tôi đối diện cũng một số. Lúc đó tự nhiên mình khởi lên là mình thấy mình đáng thương họ thiệt. Tại sao họ tà kiến như thế? Và những người nào lại làm họ trở nên như thế này? Cái kẻ đó đáng trách hơn nữa. Cái kẻ nào mà để dẫn cho họ trở nên như thế này là cái điều này còn đáng trách. Thưa với các vị, tôi sẽ ra tiếp tục một bài giảng Sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín phần 2. Nhiều sự kiện lắm rồi. Tôi cứ hâm hâm vậy đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng còn lời tôi hâm hâm đó, các vị còn có những lúc để tỉnh táo để suy nghĩ nha. Còn ngày nào mà im lìm không nghe nói như thế này nữa đó thì các vị đáng buồn đi. Thật ra tôi không có thân thiện, nói không dễ nghe. Nhưng mà dầu sao nọt nẹt đồ bên tai bậy bạ vậy đó, đôi khi cũng tỉnh tỉnh à, suy nghĩ thỉnh thoảng tỉnh tỉnh à, có những lúc ông nói cũng nghe cũng hợp lý ha. Còn những lời vậy đó thì vậy mà nó cũng có một chút gì đó, coi các vị cũng để suy nghĩ thôi. Tôi không nói tôi nói đúng, nhưng mà cái sự tác động của tôi dằn dằn hoài với các vị vậy đó, nó làm cho bên tai của các vị cần phải cẩn thận tỉnh táo để dè dặt. Và các vị còn có những cái động lực để chúng ta thấy dè dặt để chúng ta đi tốt hơn. Chứ không phải là tôi cũng không có dẫn dắt gì các vị trơn trọi á, tôi như các vị thôi. Nhưng mà nói ngày nào có còn nói lè nhè đó của tôi vậy đó. Nhưng mà vậy đó, thầy dở cũng đổ sớm ghiền mà. Nên là cái ý đó. Nữa không? Hả? Câu nữa hả? Câu 223: lấy không giận thắng giận, lấy lành thắng chẳng lành, lấy cúng dường thắng sang tham, lấy chân thật thắng hư ngụy. Câu này thì dễ hiểu nhưng mà khó làm. Câu này thuộc về lặng chân lý rồi, còn chúng ta làm được bao nhiêu thì tùy. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các vị ngay cái câu là lấy cúng dường thắng sang tham. Ai biết cúng dường là gì không? Hả? Cúng dường là gì? Đem tiền bỏ vô thùng phước xương là cúng dường hả? Hả? Hay là mua gì gửi tôi là cúng dường, đúng không? Chúng ta quen với cái này. Cái từ cúng dường nó còn mang cái nghĩa là buông xả. Khi chúng ta cúng dường có nghĩa là chúng ta xả bỏ cái sự sang tham. Chúng ta cúng dường cái gì đó là chúng ta đã bớt tham về cái điều đó. Nhưng tôi hồi sáng tôi có đáp từ cái buổi mà trai tăng hồi ban sáng này của Tường Duyên đó. Đây là điều mà tôi trăn trở. Cái chữ cúng dường này đừng để thiên hạ lạm dụng. Cả người được nhận và cả người ban tặng, đừng ai lạm dụng hai từ này. Nó mất đi một cái ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời. Cái này là cái mà cần phải hiểu như vậy. Dĩ nhiên cái sự khuyến khích cúng dường này là điều nên chứ không phải là không nên. Đôi khi có những người nhịn ăn bớt mặt để cúng vào cho tam bảo, cúng chùa hay là cúng cho mấy thầy. Để chi vậy? Để muốn gì đạo lớn hay muốn cái gì đó để làm lợi ích cho cuộc đời. Bên cạnh đó, nhờ làm việc lợi ích này mà tạo phước duyên cho mình đời này và đời sau. Người Phật tử hiểu điều này rất rõ, nhưng không có nghĩa rằng để ai có thể lợi dụng lòng tốt của chúng ta một cách không đúng chánh pháp như vậy. Thì cái từ ngữ này lạm dùng với những người tu giả dối hoặc là không có lòng yêu thương cuộc đời với chúng sinh. Trong xã hội nó rất là nhiều thứ phức tạp không ổn định như thế này. Mong các vị có đủ trí tuệ
và tinh tấn trên con đường học Phật để được an lạc hạnh phúc dài lâu. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.